Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Để Biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Đây là lần thứ 3 liên tiếp mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm. Theo dữ liệu giá xăng dầu thế giới trên website của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 64,3 USD trên thùng, RON 95 là 66 USD trên thùng, giảm 7,2-7,4% so với kỳ trước. Chính vì vậy, tại kỳ điều chỉnh giá lần này, Liên Bộ Tài chính Công Thương điều chỉnh giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước. Thời điểm áp dụng giá bán lẻ mới là từ 15 giờ chiều ngày 17 tháng 6. Cụ thể, xăng RON 95 giảm 1.085 đồng một lít, xăng E5 RON 92 giảm 986 đồng một lít, dầu diesel 0,05S giảm 737 đồng một lít, dầu hỏa giảm 614 đồng một lít, dầu ma rút 180 CST 3.5S giảm 239 đồng một kg. Sau điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường cụ thể như sau. Xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.233 đồng một lít, xăng RON 95 là 20.134 đồng một lít, dầu diesel 16.657 đồng một lít, dầu hỏa 15.611 đồng một lít, dầu ma rút 15.115 đồng một kg. Liên Bộ thực hiện tăng giá mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 lên mức 300 đồng một lít. Trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON 95 và các loại dầu lên mức 900 đồng một lít, 900 đồng trên lít trên kg, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Trước thời điểm 15 giờ, quỹ bình ổn giá xăng dầu BOG hình thành tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex là âm 246 tỷ đồng. Như vậy, đây là lần thứ 3 liên tiếp mặt hàng xăng dầu trong nước được giảm giá. Trước đó, tại kỳ điều hành trước diễn ra ngày 1 tháng 6, mỗi lít xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 380 đồng, xăng E5 RON 92 giảm 269 đồng, dầu diesel giảm 220 đồng, dầu hỏa 197 đồng và dầu ma rút 182 đồng một kg. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, tổng cộng xăng E5 RON 92 giảm hơn 1.400 đồng và RON 95 trên 2.060 đồng một lít. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nghe Để Biết để cập nhật những tin tức mới nhất.